Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin, sáng nay ngày 29 tháng 5 tại Công viên An Hội, thành phố Bến Tre đã diễn ra lễ khai mạc ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải diệt giả báo đồng khởi năm 2022. Nội dung thi đấu Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bến Tre năm 2021-2022. Tham dự lễ khai mạc có ông Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ông Trần Ngọc Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải diệt giả báo đồng khởi. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân là một cuộc vận động lớn trong toàn xã hội với mục đích tiếp tục tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2021-2030, xây dựng và hình thành thói quen thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, nâng cao chất lượng nòi giống, chất lượng cuộc sống. Bà con nhân dân của chúng ta cùng với tôi rất là phấn khởi để chúng ta tham dự cái giải Olympic, giải chạy Việt dã của chúng ta. Đây là một cái giải truyền thống và cũng là cái cách làm rất là tốt để nâng cao sức khỏe toàn dân và qua đó động viên cái phong trào thể dục thể thao trong toàn tỉnh chúng ta sẽ có kết quả tốt để chúng ta khỏe để xây dựng và phát triển tỉnh chúng ta cũng như là phát triển cả nước. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 thu hút được sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân và thanh thiếu niên, học sinh trong toàn tỉnh. Riêng giải diệt giả báo đồng khởi là giải truyền thống được tổ chức định kỳ hàng năm. Năm nay, giải nằm trong chương trình thi đấu Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bến Tre. Theo điều lệ, các vận động viên thi đấu hai hệ phong trào và đội tuyển, hệ phong trào thi đấu cá nhân với các nhóm tuổi từ 12 đến 13, 14 đến 15 năm, nội dung 1.500m, nhóm tuổi từ 16 đến 18 thi đấu nội dung 1.500m nữ và 3.000m nam. Ở hệ phong trào, các thứ hạng cao đều thuộc về các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông thành phố Bến Tre. Ở hệ đội tuyển thi đấu 3.000m nữ và 7.000m nam, các vận động viên đơn vị huyện Ba Tri đã xuất sắc giành 3 chiếc huy chương vàng cá nhân nữ và đồng đội nam. Đơn vị thành phố Bến Tre giành huy chương vàng cá nhân nam. Em thấy giải rất là hỗ trong việc là vận động mọi người có thể là tham gia các hoạt động thể dục thể thao nâng cao sức khỏe. Tại vì riêng em á, em tham gia thể dục thể thao, cái đặc biệt là môn chạy bộ này là để em muốn vận động gia đình nè, bạn bè nè, để mọi người có thể là cùng nhau tham gia cái hoạt động. Tại vì thể thao thì nó tốt cho sức khỏe mình rất là nhiều. Thì cảm xúc của em là rất là phấn khởi và em rất là vui. Thì em cung đường này thì em đã chinh phục cách đây là 14 năm rồi. Bây giờ em mới quay trở lại tham gia, cho nên là được cái chứng vàng em là coi như là rất là vui luôn. Đơn vị đội tuyển cái việt giả Ba Tri thì chuẩn bị, trong quá trình chuẩn bị thì nay là cũng rất lâu rồi. Khoảng sau khi mà dịch xong thì tôi ban lãnh đạo mới họp mời huấn luyện viên lại trao đổi để mình chuẩn bị cho đội tuyển tham dự cái giải việt giả. Động viên khuyến khích cho mấy em để tạo điều kiện cho mấy em có cái điều kiện mấy em tập luyện để mà tham gia giải cho tốt. Do dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến công tác tập trung, tập luyện của các vận động viên nên so với các giải trước, số lượng vận động viên tham gia ít hơn, nhưng theo ban tổ chức, chất lượng chuyên môn đạt khá tốt, nhất là các vận động viên hệ đội tuyển. Chất lượng cái thành tích của những cái đội mà có sự chuẩn bị tốt, cụ thể như Ba Tri là nhất đồng đội nam và nhất đồng đội nữ, thể hiện cái sự chuẩn bị tốt và cái thi đấu rất là đồng đều. Còn lại thành phố Bến Tre thì có một cái nhân vật rất là nổi trội. Do vừa rồi em là cái người thứ hai đối của Bến Tre là coi như chạy cự ly 42.000m á, là dưới 3 giờ. Thì em đã tham gia cái cự ly 7 km là em đạt hạng nhất, mà bỏ xa em về nhì rất là xa. Còn lại đối với cái các em học sinh chạy ở cái các cự ly phong trào thì thấy rằng các em cũng có sự tiến bộ nhiều. Giải việt giả báo đồng khởi còn được đánh giá là bước khởi động cho giải Bến Tre Marathon năm 2022 nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu được tổ chức vào tháng 6 năm 2022 tại Bến Tre. Cái hoạt động ngày chạy Olympic và cái giải việt giả báo đồng khởi cũng có thể xem là cái hoạt động tiền marathon của cái Bến Tre lần thứ nhất tổ chức trong tháng 6 sắp tới. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao chứng nhận và tiền thưởng hạng nhất, nhì, ba và 7 giải khuyến khích cho các vận động viên hệ phong trào, trao huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng và tiền thưởng cho các vận động viên nhất, nhì, ba, nam, nữ, hệ đội tuyển cùng 7 giải khuyến khích.
Giải nhất đồng đội được trao cho đơn vị Ba Tri, hạng nhì dùng trơm và hạng ba là mỏ cày nam. Giải nhất đồng đội nam được trao cho các vận động viên Ba Tri dùng trơm hạng nhì và công an tỉnh hạng ba. Giải nhất toàn đoàn thuộc về huyện Ba Tri, hạng nhì là dùng trơm và hạng ba là thành phố Bến Tre.